5-0 rồi. Mình đang dẫn 5-0. Misop có đá có. Ôi, Misop toàn bọn trẻ con nhỉ? Hả? Đúng không? Trẻ. Đúng không? Nhìn trông trẻ ngoan. Có thể không có đá. Mình toàn tay cứng không phải đúng không? Thế thủ trưởng Hà con Sơn cũng khá cao xuống mà. Khả năng là phải đóng tiền gấp đôi. Có ghi âm không? Đang ghi nè. Ừ.